quý vị lắng nghe lời Chúa. Thứ hai tuần thứ 26 mùa thường niên, ngày 30 tháng 9 năm 2024. Bài suy niệm của tu xá Đa Minh cửa Nam, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 46 đến câu 50. Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông ai là người lớn nhất? Đức Giê-xu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giê-xu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng nhau nhìn lại cách cư xử với Thiên Chúa và tha nhân. Ngang qua câu nói của Thánh Gioan với Chúa Giê-xu: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Câu trả lời của Chúa Giê-xu đã soi sáng cho cái nhìn của người môn đệ: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Với Chúa Giê-xu, mọi người thuộc về Chúa, thuộc về gia đình của Thiên Chúa Cha. Chúng ta không thuộc về nhóm này hay nhóm kia, nhưng chúng ta là anh em với nhau, con một cha trên trời. Mỗi người trong khả năng của mình đang làm nên vẻ xinh đẹp của thân thể nhiệm màu của Chúa. Tìm và sống ý nghĩa Chúa mỗi ngày, trung tín như người quản lý trung thành, dù ở cương vị nào, dù là một trẻ nhỏ hay người lớn, vẫn là người môn đệ trung tín của Chúa Kitô. Quả thật, nếu chúng ta là người môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu, thì chỉ cần khiêm nhường, hy sinh, thông cảm và sẻ chia là có thể phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Từ đó, mỗi người cũng sẽ có cái nhìn như Chúa với anh chị em mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mặc lấy tinh thần phục vụ và yêu thương của Chúa, để con cũng biết thực hành trong cuộc sống thường nhật của chính con. Xin cho con biết chân nhận giá trị đích thực nơi bản thân và nơi anh chị em con, để con thay đổi lăng kính khi nhìn anh chị em giống như Chúa nhìn họ. Amen. Chẳng mong Ngài cất đi những buồn đau đến trong cuộc sống, chẳng mong xóa đi những bất bình ghen ghét quanh con, mà chỉ mong Ngài giúp con biết đón nhận từ trong cuộc sống này những bất toàn, những chán trường, những thất vọng hiển nhiên đã có. Chỉ mong Ngài hôn đúc con thành vững vàng, dạy con sống khiêm nhường từ tâm, để con lúc gian nan vẫn nhận ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này.
quân nhân tâm hại con. Chẳng mong Ngài tánh con xa những người gian ác kiêu căng, mà chỉ mong Ngài giúp con sống giữa đời bằng tinh thần khó nghèo, sống thư tha, sống mến yêu với những người dù không theo Chúa. Dạy con nên nhân chứng tin mừng nước trời bằng lẽ sống khiêm nhường từ tâm, để con sắc gieo trên cánh đồng hoàng phê lúa yêu thương chiếu lời Chúa. Chiếu lời Chúa truyền.